Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Company of Hero tiếp nào. Rồi, thì cái bản mod này nó vẫn load khá là chậm các bạn, mười mấy giây mà nó còn chưa chịu vô nữa, khổ ghê sợ luôn vậy đó. Rồi, nhưng mà thôi cũng không sao, cái bản mod này chơi khá là hay, thành ra là mình cũng muốn trở lại. Hôm qua thì mình đã cầm quân của dân đảng mà được Fascist Đức huấn luyện á, đã chiến đấu với quân Nhật rồi, bữa nay mình muốn cầm quân Nhật mình chơi tiếp. Map thì vẫn là map cũ thôi, nhưng mà cái kiểu chơi 300 quân này cũng không tính nổi nào, tại chơi bên này bộ binh nhiều cho nên là chúng ta cần quân nó đông đông một tí. Rồi để coi nào, mình sẽ lấy vị trí số 3 đi, mình thích vị trí này các bạn. Rồi đây thì cứ mát cái này mà chơi thôi, không chỉnh được cái gì ở bên này thôi chúng ta chịu, mà thôi mình quét cũng không cần. Tại vì cái bên này á, cái này nè, thật ra mình thấy nó cũng không có cái gì gọi là hay lắm các bạn. Cái này là mua được con tăng pháp thôi chứ cũng chả có gì hay. Cái này thay cho cái lô cốt thì chúng ta có thể có cái tháp canh thì chức năng giống vậy. Con này nó không giúp chúng ta hồi quân được. Ông này thì nó là Special Marine, nó là lính thiên lính bộ đặc biệt các bạn. Nó thay thế cho mấy thằng lính phương Nam. Rồi thôi sao cũng được, mình không quan tâm lắm tới mấy cái này. Bởi vì nó cũng không tạo ra quá nhiều biến số cho trận chiến, giống như là nếu mà so với bản gốc hay là cái mấy cái bản mod bên kia. Tiếc là vẫn dùng không được, không biết tại sao. Rồi ok, mỗi bên 300 quân, tổng cộng là trận này tối đa có thể lên 1.200 quân toàn map đó nha các bạn, không phải ít đâu đó nha. Biết máy lót nổi hay không, nên thật ra mình chơi cũng chẳng bao giờ nhiều tới mức đó. Để cân nhắc coi giờ dùng bơ phải nhật hiệu cái đơn vị nào thì cái nhánh nào thì mình cũng thấy nó cũng hay cả, nhưng mà lựa thì chỉ được lựa một trong ba thôi. Nên thì bây giờ mình vẫn đang muốn dùng đường số 3, không phải là mình thích cái vụ mà ném máy bay ném bơm tạo ra vũ khí hoa hồng nó ném một phát mà lửa cháy bừng bừng đâu, mà mình mê là mê cái mấy thằng lính Mãn Châu á, tức là lính quân á, để mà nó giúp mình xây công sự vô quân Nhật, không có khả năng xây công sự các bạn. Cái đánh trận của mình là phải lánh lớn dần trận địa, chứ mà bây giờ mà mình xây mấy cái đê cát là nó bị ủi xe tăng nó ủi một phát là đi hết. Rồi thôi bây giờ chúng ta cân nhắc cái đã, bây giờ xây mấy cái lều trại chứ đi, ở đây đường này cho xe mà nó ra nha, cho nên là để coi nào. Mình nghĩ là mình lấy cái lực lượng này, đây là lực lượng đặc biệt của quân đội Nhật Bản các bạn, nó có mấy thằng xài vũ khí hóa học khá là kinh. Mặc dù nó tính ra thì nó cũng không hay lắm nếu mà so với lực lượng trung tâm này. Này lực lượng thuộc địa. Ở đây Nhật Bản thì nó chia thành hải quân, thiết giáp với không quân thì đúng hơn. Thôi mình coi như mình chơi không quân Nhật Bản đi. Rồi cái này, à cái này hình như nó đòi mình phải nâng cấp cái này ở đây nữa nè nó mới chịu. Thằng này là này lính Pet Army nè. Rồi để coi. Rồi xong, không có gì thôi chứ bắt buộc chúng ta phải đi chiếm điểm rồi. Mà định mỗi bên được 300 quân luôn. Nhìn cái lô cốt của Nhật thì cũng không hấp dẫn lắm, nhưng mà chúng ta cũng không có thứ khác để mà lựa chọn. Thằng này là sĩ quan chỉ huy nè, chứ là phe nào thì nó cũng có chung một điểm là nó có sĩ quan chỉ huy các bạn. Lính Nhật thì thằng này là lính cơ bản, thằng này là lính phóng lựu đạn, nó chuyên phá công sự với phá lính trốn trong nhà. Con này thì nó đã đảm nhận vai trò chính xác nè, phải lấy một con. Rồi thôi lấy nó ra giờ sớm quá, không nên không nên. Ông bạn mình ổng chơi pha này là hơi dại, sửa cầu sớm quá là dễ chết lắm. Rồi thôi mấy thằng này ra rồi mình đây. Gọi thêm một đội lính này ra đi cho nó chắc ăn, chiếm điểm này xong người ta lui về. Kỹ sư thì khoan, Nhật thì được cái đội kỹ sư nó tới 4 người là nó làm việc nhanh hơn một chút, nhưng mà khả năng chiến đấu của nó cũng khá là bèo. Đây nhiệm vụ của mấy ông lính Mãn Châu này là xây mấy công trình này. Nhà đầu tiên của Nhật này nó lại không có thằng súng máy các bạn.
mãn châu khả năng chiến đấu khá kém. Trời ơi, thiếu luôn hả? Dở vậy. Rồi thôi đi xây mấy cái này cho đồng đội mình vậy. Rồi lấy cái súng này tạm đi. Lính mãn châu của mình lên đi chậm quá. Rồi, đồng đội mình đi kiếm điểm, mình đi xây nhà vậy. Đây tổng cộng xây 3 cái công sự đi. Đúng lý là một cái lô cốt nằm ở ngay đây, một hai cái công sự hai bên, có gì mình hội quân cho nó dễ. Xăng dầu ít quá không lên kịp. Nếu mà xài được cái lực lượng hải quân thì lính này sẽ là lính Triều Tiên nha các bạn. Rồi gọi một đội quân này ra nữa. Mấy ông này lại không xây được, chỉ xây được đê cát thôi. Mà mình thì không cần cái đê cát lắm. Rồi xong. Tiếp tục xây một cái này. Xây một cái công sự lên nào. Rồi để coi, xây cái này lên tiếp rồi từ từ ta. Rồi gọi một đội kỹ sư ra đi, hai đội kỹ sư xây mới kịp. Rồi không sao, chúng ta có cơ sở phòng thủ rồi. Lưu ý là quân Trung Quốc nó chiếm được chỗ này rồi đó nha. Mình phải nhanh tay chứ không phải đùa đâu. Đạn đủ thì từ từ lên đã. Rồi chưa có súng máy nhưng mà thôi cũng không sao. Từ bình tĩnh, khoan hãy giao tranh vội. Tối thì từ từ, tại thằng tối đó nó hơi xài nó hơi tốn. Đây xuống đây nhanh. Rồi lính lục địa mình thí luôn cũng được, không tiếc. Rồi đây phải xây cái nhà này mới có đồ xịn xài. Cũng phải cố mà xây. Mình đối xử với lính lục địa hơi ác nhưng mà không biết sao giờ. Có máu rồi cũng phải xây nhanh. Trời ơi, xuống ngay, xuống ngay. Rồi, không có gì đâu. Gọi nó ra lại. Rồi, tập kết với mấy ông mày nào. Đây, ta cần thêm xăng dầu. Cho nó biết cái nào là đạn hóa học. Cơ sở phòng thủ của mình chắc lắm, nó không dễ gì phá được đâu. Chúng máy bắn dữ dội vậy thôi chứ không có cái gì lắm. Rồi không có gì phải sợ hết. Rồi nâng cấp cái này lên cho đã. Cái này cũng chỉ mới được dày thôi. Đây cho thưởng thức một chút đạn hóa học đây. Cũng may đây là đạn hóa học bật lửa thôi nha chứ không phải là khí độc rồi. Nó mà là khí độc nữa thì mấy thằng kia chết chắc. Rồi chắc cái nữa. Đi ngon. Cho biết cái nào là khí độc. Mà bắn tỉa thì tốn cho 4 cái xe, tốn có 2 cái xe xài ngon hơn. Mà cái xe chạy nhanh chứ gì đó. Rồi đây là từ đã mình chờ
chặn đường cho tăng nó qua đã. Mà nó xây thì mình mệt đó. Mình sợ rồi, không sao, không sao. Đúng lý là mình phải dùng súng máy mà mình toàn vừa để đội bộ binh nó đánh cái này không là hơi cũng hơi sai. Tại lính này lính cơ bản, nó chiến đấu thì không đòi bằng một đội lính Mỹ, nhưng mà gặp cái bá thì bắn ngon hơn, nhưng mà chiến đấu gì cũng coi như là tạm được. Thôi đây là xài, mình đang đấu với bắt lộ quân nha các bạn. Này là đang đấu với bắt lộ quân ấy chứ không phải đùa đâu. Rồi đây chúng ta đảm bảo đủ công trình luôn, chúng ta về sau. Mấy thằng công binh Nhật thì nó chơi cái kia được. Hay lắm. Đội mình ở đây báo là bắt lộ quân thì đa phần là bộ binh rồi à, nó không sao, chơi được. Đây bắn cao cao một tí. Bọn nó gọi được cái tăng ra rồi. Không sao, chứ mới là con tăng này cũng pháp thôi, chưa sao. Vẫn còn đối phó được. Rồi thôi được rồi. Chạy. Chạy chạy anh đây nhanh. À, con này là con hero. Con hero thì lợi hại rồi, khỏi nói. Đây gọi một đội lính này ra đã. Cái này mình pháo lên rồi, còn mình chịu thôi. Đây. Sao đây là lực lượng tối tinh nhuệ của Nhật Bản mà. Nó có cái này là nó không xài lực lượng đồng minh mà nó xài trang bị của Đức à. Với lại một bên này xài bắt lộ quân mà xài trang bị của Nga. Rồi đây từ từ. Mấy ông này từ từ khoan để trấn cái này ở đây đã. Cứ thiết lập rào chống tăng đi. Rồi xong đi luôn cái đội ngụy quân của mình rồi. Khoan đã, phải gọi được cái đội ngụy quân này ra, nó thiết lập công sự cái đã mới tính tiếp được. Sao lực lượng của ta vẫn còn chiến đấu quyết liệt lắm. Đây. Lính này của mình à, lính này của mình cũng tăng được mà. Đây. Để coi. Lũ băng. Rồi đâu. Đây. Đổ lên. Nhiệm vụ của lính thuộc địa là phải cố gắng làm lá chắn vậy. Không may là pháo nó nổ không mạnh lắm. Mình chịu được. Tại vì còn lâu lắm mới sập. Ra tôi thoải mái. Coi nào, đặt cái này lên đã. Chạy. Chà, nói là không đủ áp chế rồi. Rồi cố lên nào. Quân của mình. À. Rồi,
Thôi chấp nhận chơi luôn. Chơi nó. Cuối cùng cái món đặc trưng này nó cũng ra rồi. Cháy mất trời luôn. Rồi để coi nào. Đây lực lượng vũ khí công nghệ cao của mình đây. Công nghệ này không cũng không tính ra cũng không cao lắm. Ây da. Rồi đây. Một cái nhà xe tăng luôn. Cố gắng tốt. Bên Nhật đa phần là tấn công cho nên là nó không có cái, nó có đúng một cái lực lượng lính mình quân là nó có khả năng sẽ công trận luôn các bạn. Rồi đây, để cho đồng đội mình đánh, mình sẽ lo làm cái khác. Thôi chắc cũng không cần một cái công sự đó đâu. Rồi ta lên ta xây luôn một cái này cho nó ghê. Có súng máy bắn áp chế thì nó mới phê được. Tăng mình khá là nhiều. Thời khoan hãy dùng ngụy quân đó. Dùng luôn cái này cho nó kinh. Phải là đất của mình mới xài cái này được. À được lắm, được lắm. Thiệt anh em không cố gắng được tôi gì hết. Vậy lại mình cũng chặt tay. Nó bắn một loạt súng máy trước rồi nó mới thả cái này xuống các bạn. Cháy te tua luôn. Rồi xong. Yên tâm được rồi. Rồi đội này cố gắng lên. Bật cái này lên hồi máu đã. Khoan đã, khoan đã, anh em lui lại. Rồi, tốt lắm. Trên này thì cầu chưa sập nhưng mà nó lại có tăng một cái đứt. Hay lắm. Qua nó ngon là nó có cái ủ súng máy đây thôi. Đó đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Điểm thôi. Khoan đã, thằng này xong nhiệm vụ rồi, lui về nhanh. Rồi rồi. Sao chơi nó bắn sớm thôi. Đánh lục bố không ngon lắm các bạn. Rồi thôi cũng không sao. Đây xây cái này. Ta gọi thêm bộ binh sang. Gọi một đội lính ngụy quân ra cái đã. Gọi thêm một ông này. Chà bên kia công sự cũng nhiều phết đấy. Rồi chiến này có nhiệm vụ chính xác mà đúng không? Đây chạy anh đây nhanh. Đây sẵn có gì nó qua là chơi liền. Sĩ quan chỉ huy từ từ. Bật lên nào. Hay lắm. Đây chơi nó.
cuối cùng không mấy là đừng sợ. Máu là quân đa phần là bộ binh không à. Mày thì láo hả? Mình lại mình dựa vào không quân hơi nhiều ấy, nhưng mà chuyện đó cũng không thể tránh khỏi các bạn ạ. Đây đây về lý thuyết thì đó lại là một cái dở của mình các bạn. Rồi xong có cái này ở đây thì không sợ lắm. Ok anh em tiến qua nhanh. Kia chưa làm gì được à? Không được rồi. Sao lính cơ bản của mình nó đập mình sao? Cái lực lượng này nó không có bộ binh mạnh lắm. Đây mình hỗ trợ bằng đồng đội mình bằng không quân thôi. Bây giờ tới là đồng đội mình vượt tàu rồi. Rồi xong. Đây từ từ không gấp. Rồi một đội súng máy. Về cơ bản nó hoàn toàn có thể cho quân của nó vượt sông cho đi qua, cho nên là mình chống súng máy ngay đây mình chặn lên. Nó sẽ công sự ở đây chủ đề nó chống mình, cho nên là mình phải tính lại. Sập cầu rồi. À không đủ đạn à. Giờ thì chắc là đủ rồi. Vì nó bắn ngay từ khi xuất phát à. Bên này à, cái này không cần phải xây chứ, như thế là phải xây trên đất của mình. Từ đã, quay lại. Chết, không có cối. Chặt, nó tập trung cối, nó bắn kinh quá. Chạy. Gắng mà phải lùi lại đã. Từ để coi nào. Khoan, gọi một con này lên trước đi là tính. Rồi lùi. Nó đang bị ép, thành ra là nó sẽ cố gắng ở chỗ đó. Mình thì phải tính cái đường khác. Đây mình lấy thêm một con này nữa, trang bị thêm súng máy mình bắn áp chế đối phương. Trời, chưa tới lúc đâu. Hay lắm. Rồi đội kỹ sư của mình thì giờ phải kết nối đất của mình lại đã. Lên đây. Chúng ta đang lấn dần đất của đối phương được rồi. Con nó bắn mới đủ. Đây từ từ. Cầu này chưa sang được đâu. Dứt.
cái xe của mình tới đây xong rồi đúng không? Thì bên này không cần cái xe chủ yếu nó phải nằm bên này nè. Cho nó trốn ở đây thôi. Rồi, rất tốt, rất tốt. Khoan đã. Núp ở đây có lẽ hay hơn. Có một cầu sập rồi. Nhưng mà tạo điều kiện tốt để mình chơi cái này. Gọi Mỹ quân lên, chúng ta xây công sự lại nè. Đây là một điểm thủ tốt. Sửa cái cầu này xong đi là tính. Mình đang thành công lấn dần đất của đối phương rồi. Đây, thì hai con này nó thủ cái chỗ này. Rồi, quỷ quân đâu? Đây. Hay lắm. Rồi, chúng ta đang có nguồn tài nguyên khá là nhiều. Xăng thì không cần, chủ yếu cần đạn. Đây. Ừ. Hai bên đang xây khá là gì tình. Hay lắm, cảm ơn nha. Dứt. Rồi, đây. Cho biết cái nào là lửa. Cho cái vụ cho mấy ba đánh bom này sướng thiệt. Nhưng mà cái này sau chiến tranh chắc bị kiện gì vi phạm luật chiến tranh này kia quá. Rồi nó chơi với con trai quan tâm gì đó đâu. Rồi đây, giờ xăng dầu thì thôi nhưng mà chúng ta sẽ cần cái này. Lính mình còn phải tập trung lo xây công sự nhiều lắm. Rồi xuống đây nhanh. Đây, mọi cái công sự ở đây. Giờ tạm thời ông này phải đi theo cái đội này thì chuẩn bị mình bố trí nó thủ ở đây rồi. Từ nãy đến giờ toàn là mình chơi cái quân đánh không chứ đánh nhiều đâu. Nó xài hàng của Đức nó chống lại mình cũng ghê á. Rồi đi tôm. Tiếp tục bật lửa lên nào. Nó muốn phòng không mà không được, thậm chí là nó đang bị cháy nên nó mất máu đây. Này thì bác lộ quân hả? Rồi xong. Rồi rất tốt. Đây, xây cái này ở đây. Sửa vô mặt cảm ơn. Rồi xong. Bắn một pháo nó đặt chỗ đó nguy hiểm quá.
lén lén xây ở đây mới được. Rồi chuẩn bị vô, mình đang thủ rồi, khỏi lo, banh ta lông luôn rồi, hay lắm. Rồi chuẩn bị tháo đội lính này ra. Mấy thằng ngụy quân này bị thương nặng rồi nhưng mà cũng phải ráng. Rồi xong. Từ chưa tới lúc mình đem pháo rồi lên à. À mà không, tới lúc mình phải đem con pháo này ra cho nó biết tay rồi. Hai khẩu pháo này của mình hơi tốn đạn chút mà thôi cũng không sao, đạn mình hồi nhanh mà, sợ gì. Nhà này chưa sao nè, sao mấy thằng ngụy quân này có gì xong rồi tính dễ hơn, chưa gì cậu muốn sập rồi. Chạy. Đây tháo quân ra. Mình không có xài quân nhiều để tránh bị tiêu hao tài nguyên. Rồi đây, xong cái này đi là tính. À nó đang xây lại à, hay lắm. Mình mong chờ cái điều đó. Pháo nó bắn quá, quá. Đây. Ý trời ơi, cũng giành với tôi nữa. Cố gắng sửa cầu xong rồi lui nào. Chạy. Biết mùi lợi hại. Chạy về nhà luôn đi, chịu không thấu đâu. Đã đóng quân trong nhà là chết, xuống công sự cho an toàn. Rồi đây, ngụy quân. Mấy thằng công binh ráng lên. Chưa tới lúc mình đẩy pháo lên. Đó là tôi đã đánh mình lên đường chính rồi. Nhưng mà đội mình nó sẽ đem xe lên. Đó nó bắn ác thiệt. Nếu là có bao nhiêu cái gì tinh hoa nó đem ra, nó chơi hết với mình á. Làm sao mình cũng tính hết rồi. Đây báo lên, mấy này cố gắng chịu trời chịu đòn, thu hút hỏa lực của địch. Mấy này vừa qua lặn đạn liền. Rồi xong. Chỉ quan chỉ huy nhìn ra hồi hơi lâu các bạn. May là có hỏa lực hỗ trợ bên này nữa. Trời. Trang bị chuẩn quá chứ đứt hả? Rồi đây, để nhả công sự này ra. Nó đuối rồi, thật ra mình cũng vậy. Mà không sao mình nhìn cái nhà nó được.
lại, dứt tới bến luôn. Đây, không quân nó đánh được hỏi tại sao? Đốt cháy hàng lính bên trong á chứ không đùa đâu. Rồi xuống đây lại nhanh. Nữa hướng tới báo mình đang lên rồi, không sao. Rồi mấy cái ông bị quân này đâu, rồi lên xây cái này ngay. Trái được phần nào chứ đùa. Đã hai khẩu pháo này đặt ở đây bắn qua nó còn kinh hơn cơ, đặt ở đó bắn là hơi dở. Rồi lại lui về nhanh, chỉ quan chỉ huy thì giờ đi theo mấy khẩu pháo đi. Đúng hơn là chỉ qua chỉ huy xuống hầm nhanh. Đây, còn lại mình giao cho mấy mẹ nó đi xây phòng tự. Rồi, tốt lắm. Rồi, sau đó bây giờ mình mới gọi một khẩu pháo này ra. Có gì lên chúng ta, đó là mình chụp chống của binh thôi. Hay lắm. Rõ quân thù rồi, nhìn gì cũng sợ rồi đó. Rồi, à ha, ô hơi lạc xíu, dở quá. Đội đội nhà anh đã rất cố gắng nhưng mà tôi hơi bất tài. Đây từ không sao, tiếp tục bắn, không có chính xác, bắn hơi lệch đạn tí. Để coi nào. Ép được nó rồi nhưng mà tiếc là chưa đủ đô. Đội mình đang vẫn đang xông qua quyết liệt, mình hỗ trợ quá lực là chủ yếu. Pháo đó thì bắn nó bật ra cũng phải. Rồi đây, pháo chúng tăng đây. Rồi, ok. Khoan đã, ông này chạy ra chỗ này. Trời ơi là trời. Qua đã, vị trí này đứng không đẹp. Nên đứng ở đây hay hơn. À, kỹ sư đâu, lên sửa cầu lẹ. À, tao biến chỗ này thành chỗ ra quân của ta luôn. À,
giải địch rồi, cứ tiếp tục bắn. Dứt. Vừa lên thấy bị nó bắn rồi nhưng mà không sao. Nó cháy đã lắm. Trời, như máy bay đậm độn đất rồi. Thôi kệ nó, pháo binh mình cứ nã là được rồi. Rồi, biến hình cái này. Nãy giờ là mình còn chưa dùng nó xe tăng rồi luôn ấy. Cái này xài tạm thời chứ không phải là nâng cấp mà có luôn. Nâng cấp mà có luôn được thì tốt quá. Rồi đây này láo hả? Ây chà. Pháo không bắn nữa vậy ta. Bắn. Cố lên nào. Rồi đây, cố lên. Chỉ gọi một con này lên đây luôn, mình trả tiếp. Urban assault team has been deployed. Con này đánh bộ binh phải yếu đâu. Lên nữa cũng không tới nỗi nào. Còn nó đang cắt đứt cái nguồn cung đạn dược của mình. Đó, đâu mà bắn tới. Đây, chơi nó. Đang tấn công các bạn. Mình sợ nó tiến lên theo đường này, mình lại đi đường kia mới dở. Ây à, nó đang chiếm lại rồi. Ây, nhặt súng lên. Đây đây, giữ không được hết thì phải giữ một điểm. Từ gọi ngụy quân về nào. Đây, hậu quân nhanh. Nhanh.
lại thành công. Ý trời ơi. Rồi chạy lên nhặt súng bắn tiếp. Nó đồ khoa mãi mình bày trận mình thủ rồi mà nào chưa đồ chưa đủ đô các bạn. Rồi công sự của nó coi như đi rồi. Hai pháo binh mình bắn chưa đủ đô. Nói vừa bắn tỉa chắc là mình cũng vừa bắn tỉa thôi. Mấy này chả có lựu đạn, chả có gì. Đó, mấy con đánh bom. Đám này đúng là do nó xích đất nó huấn luyện nó lì thiệt chứ. Chạy lên trên này xíu cho thấy đường phát. Rồi từ từ thấy rồi mấy chú. Đây để anh cho mấy chú thưởng thức ha. Ai, đội quân đâu đánh nhanh lên. Đầu cố này chưa banh vội được đâu. À uống cầm cho anh hay quá có banh rồi bột. Ý trời. Tại vì thiếu lính phải dùng lính này mới được, mới phá được công sự. Đây hai con lính này đi với nhau. Đội quân này chất lượng không nghĩ đấy. Anh em pháo qua thì như cái pháo kia nó nhỏ nhỏ nó qua cầu được. Quân mà nó lì lắm. Rồi sao? Đây, xuống chiếm điểm. Mình nãy giờ mình xử lý hết kỹ sư của mình rồi. Ai chà. Như cái xe mình banh rồi. Rồi xong từ hôm sau. Ê chạy chạy chạy. Mù mà wow còn thất bại luôn hả. Dạ, nó đang sao đánh trả lính mình đến tiêu chuẩn đấu không lại tụi đều có chiếc huấn luyện. Chuyển
cũng đủ pháo rồi. Đây, lên chính xác nha. Đánh ác chiến quá mà mình không thấy đường để mình cho một quân đánh. Bên này mình không có máy bay trực sát các bạn. Con này bắn chắc ác chiến lắm rồi. Nó ra chiến thử. Bắt đội quân nữa hả? À, đây sập cầu rồi hai. Bật lên để quan sát nè. Rồi hai. Dứt nó. Thằng lính này cũng gần tôi rồi. Xong luôn, hay lắm, hai cái lô cố nó vòng rồi. Ê, cái gì đây? Đồng đội mình đang giải quyết vấn đề rất tốt. Rồi thôi, chuyển qua đây nha. Trời ơi, nó còn chưa chiếm lại được điểm này nữa. Rồi xong. Qua đây cái cầu chỗ này có chút xíu vậy là cái đống đứa phải thủ. Trời ơi, trời ơi. Đây gọn thằng súng máy khác ra cho nó chiếm cái điểm này. Nó bắn mình te tua rồi. Rồi. Để coi nào, mình cần cái xe này nó ở đây. Rồi bật lên đi. Vậy quan sát cũng đủ. Đánh tới đây rồi mà nãy giờ thấy cũng còn nặng quá chứ. Rồi đây xuống đây nhanh. Đây có phòng không đây nữa. Hai. À, anh em qua tốt lắm. Nữa giống vậy lên đây. Ba con này cho nó nằm đây nó thủ luôn mới đảm bảo an toàn. Nó chơi cái bài nước bắn tỉa với mình. Tụi nhận bắt bộ quân nó liền đi. Rồi tới giờ phải gọi con thứ hai ra rồi các bạn. Đủ nhân sự rồi, vậy từ từ. Rồi sửa cái cầu lại nào. Rồi lấy một tí đạn lên đây nhanh.
nhất. Hai khẩu pháo này tiến lên. Chống cái súng máy xuống đây luôn, hay làm cái chỗ phòng thủ dậy đi cho sau. Đó đúng rồi, hỏa lực ủng hộ mạnh lên vậy kẻ thù nó mới nể được. Xe của mình đâu nữa rồi, rồi khỏi đi. Đây rồi, thấy nó rồi. Rồi sao báo lộ quân gục rồi các bạn. Đây. Đây lực lượng báo lộ quân cộng sản Trung Quốc gục rồi. Giờ nó chỉ còn được vị này thôi. Đây, kéo pháo lên đây nhanh. Rồi, tốt. Nó có sức trường súng tăng nè. Lợi hại quá thể. Đây, chạy đi đâu. Thủ hả? Nếu đã vậy chống thêm cái lô cốt xuống đây nữa cho nó khỏi quay lại chỗ này luôn. À trời, sập rớt mất rồi. À, sau nó ra nó gọi một đạo quân tới. Ô, có cả à không, cái này là công binh, ý là cái dân công các bạn. Rồi do cái đám ở đây bị bắn te tôi, pháo mình chưa kịp triển khai nên đẩy lên hơi chậm, nhưng mà xe tăng mình làm nhiều xong nhiều xung kích rồi. Rồi để coi lần này mình ô điểm mình cao hơn đồng đội các bạn, 56 phút 13 giây. Lần này về lính thì mình ngon hơn đồng đội mình, xe xe thì mình ít hơn, tại mình mua có nhiều đồng đội mình mua xe tăng quá trời luôn. Xe nhà thì có không bằng đồng đội, đa phần mình xây công sự không chứ được vài cái lô cốt đâu có bằng đồng đội mình được. Kiếm điểm thì nãy giờ mình cũng không có nhiệt tình lắm, nhưng mà giết được đối phương thì mình hay nói là siêu luôn á, từ pháo lớn pháo nhỏ súng máy đồ bắn cái mình chết lại cũng không ít, nhưng mà đa phần mình chết ít hơn. Mình coi như là đối phương nó mất 5 thì nó mới giết được một đến mình, còn đồng đội của mình là coi như 1-1 rồi, 4-6-9 và 4-2-2. Coi như tỷ lệ trận này là 1-2 các bạn ạ, cũng không phải là một cái tỷ lệ quá cao, nhưng mà chúng ta thắng cái đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà nói chơi chứ thật ra nãy giờ mình thắng đa phần là nhờ không quân không, mới chứ đùa đâu. Thật ra pháo binh mình bắn cũng không ngon lắm, tại nãy các bạn thấy là đó mình bỏ tiền, bỏ tài nguyên ra cho pháo binh nó bắn, bảo vệ điểm mà nó bắn trả ra đâu rồi đâu. Trong khi đó nãy giờ không quân mình đánh, mặc dù là đôi lúc máy bay của mình bị phòng không đối phương nó bắn trả, mà tại phòng không nó bèo quá, lâu lâu mới bắn rớt rồi máy bay mình. Thật ra là mình cứ cho đạn mấy cái quả bom mà dạng hóa học á, nó rớt xuống nó cháy rồi trời ơi, nó là đối phương mà chơi bộ binh đông nữa là khổ rồi. Cái món đó nó không lợi hại lắm, nó là đối phó với xe tăng của đối phương nha. Nhưng mà nếu mà đối phương dùng bộ binh nhiều thì cái đó đúng là cái thứ giết bộ binh kinh khủng luôn á, tại cái sát thương lửa đó là cực kỳ kinh khủng. Bình thường chúng ta bị phỏng miếng hơi đã kinh khủng rồi, mà các bạn tưởng tượng là giữa cái biển lửa vậy rồi thôi luôn.
Mà cho dù là có sống sót, ví dụ như bị cháy một phần hay là trên chiến trường mà kiếm được cái hộ dụng cụ sơ cứu để mà chữa bỏng là cũng có hơi bị khó rồi nha. Giết người cực kỳ kinh khủng luôn á, đừng đùa. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.